Chào mừng các fan đã đến với kênh của Kiến. Hôm nay, Kiến tôi sẽ làm video để nói về một nhân vật đang được rất nhiều người quan tâm lúc này. Và không ai khác đó chính là phó chủ tịch của chúng ta, Kylian Mbappé. Kiến TV. Kylian Mbappé và quyền lực tối thượng tại PSG. Dù Pháp có thất bại đầy tiếc nuối trước đội tuyển Argentina tại chung kết World Cup 2022, nhưng cầu thủ Mbappé vẫn kịp để lại ấn tượng sâu sắc cho người hâm mộ khi lập cú hat-trick và ẵm về giải thưởng chiếc giày vàng danh giá. Chắc Kiến cũng sắm cho riêng mình một đôi giày màu vàng cho giống với anh Mbappé quá. Cầu thủ trẻ đầy tài năng Mbappé, tiểu sử Mbappé, Kylian Mbappé Latin hiện đang là cầu thủ trẻ tài năng thi đấu cho màu áo câu lạc bộ Paris Saint-Germain và đội tuyển quốc gia Pháp ở vị trí tiền đạo. Mbappé được miêu tả như là một thiên tài kiệt xuất trong làng túc cầu thế giới vì đã chạm tay đến chức vô địch World Cup 2018 khi chỉ mới 19 tuổi. Lúc Kiến 19 ngày tuổi thì vẫn còn đang sống nhờ vào cha mẹ, chứ làm gì được giỏi nhanh Mbappé cơ chứ. Thông tin cá nhân, ngày sinh 20 tháng 12 năm 1998, chiều cao 1m78, Nation Paris Pháp, vị trí tiền đạo, số áo 07. Tính đến thời điểm diễn ra FIFA World Cup 2022, Mbappé chỉ mới 23 tuổi nhưng đã tham dự chung kết giải đấu danh giá này 2 lần. Và dù thất bại ở lần thứ 2 trước Argentina, Mbappé vẫn kịp lập cú hat-trick khi 4 trên 4 quả bóng vào lưới đội tuyển vô địch đều xuất phát từ chân sút người Pháp này. Thời thơ ấu của chàng cầu thủ trẻ đầy tài năng. Kylian Mbappé sinh ra trong gia đình có truyền thống thể thao tại Paris, nhưng lớn lên ở Pondy, một xã ở vùng ngoại ô đông bắc Paris, cách trung tâm 10,9 km. Cha của Mbappé là ông Wilfred, là một huấn luyện viên, một người nhập cư gốc Cameroon, còn mẹ anh là bà Faiza, là cựu vận động viên bóng ném nhập cư gốc Algeria. Mbappé bắt đầu chơi bóng ở câu lạc bộ AS Pondy, nơi mà chính cha anh, ông Wilfred, làm huấn luyện viên. Sau đó, anh được chọn vào lò đào tạo lừng danh Clairefontaine, nơi đã sản sinh ra rất nhiều danh thủ Pháp. Bước qua tuổi 15, khi mà anh phải rời khỏi lò đào tạo Clairefontaine để bước đến với bóng đá chuyên nghiệp, Mbappé đã từ chối hàng loạt các câu lạc bộ lớn ở châu Âu như Real Madrid, Chelsea, Manchester City, Liverpool, München để ghi danh vào Học viện Monaco. Ngay từ nhỏ, Mbappé luôn nghiêm túc với niềm đam mê bóng đá và cho biết rằng thần tượng của anh là Cristiano Ronaldo. Chàng cầu thủ trẻ hy vọng có thể đối đầu với thần tượng khi trưởng thành và thi đấu chuyên nghiệp. Giờ thì anh Bảy phải nhường sân chơi lại cho thằng em rồi. Đúng là hết sảy em anh Bảy luôn. Quá trình thi đấu cho các câu lạc bộ. Mbappé đã bắt đầu tham gia thi đấu khi còn ở độ tuổi rất trẻ nhờ sự huấn luyện nghiêm khắc từ cha anh, một huấn luyện viên cho câu lạc bộ bóng đá địa phương. Sau đó anh được chọn vào lò đào tạo tài năng trẻ Clairefontaine và ghi danh thi đấu chuyên nghiệp ở đội bóng trẻ Monaco khi mới 15 tuổi. Từ năm 2015 đến năm 2017, anh tham gia câu lạc bộ Monaco và xác lập kỷ lục là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho đội tuyển này, phá vỡ kỷ lục tồn tại 21 năm của huyền thoại Thierry Henry đã thiết lập. Nhờ những biểu hiện xuất sắc mà Mbappé đã được ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp bóng đá ở tuổi 17 với Monaco. Từ năm 2017, câu lạc bộ bóng đá Paris Saint-Germain xác nhận ký hợp đồng với Mbappé kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2017, theo dạng cho mượn bởi câu lạc bộ Monaco. Khoản phí chuyển nhượng của hai câu lạc bộ là 180 triệu euro, biến Mbappé thành cầu thủ trẻ có số tiền chuyển nhượng thuộc top đắt nhất thế giới chỉ sau Neymar. Ở thời điểm hiện tại, dù chỉ được Real Madrid ngó lời, song Mbappé vẫn quyết định ở lại với đội tuyển PSG với mức lương khổng lồ cùng nhiều quyền lực tối cao trong tay. Mbappé và các danh hiệu trong sự nghiệp bóng đá tính đến năm 2022. Dù là cầu thủ trẻ chỉ mới 23 tuổi tính đến năm 2022, nhưng Mbappé lại sở hữu vô số danh hiệu danh giá về cá nhân cũng như tập thể mà bất kỳ cầu thủ nào cũng khao khát có được. À, trừ Kiến ra nha, bởi vì Kiến không biết đá bóng. Danh hiệu cấp câu lạc bộ tại Monaco, năm 2016 vô địch giải Ligue 1 và danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. 2017 Á quân Cúp Liên đoàn Pháp tại Paris Saint-Germain. 2017 vô địch giải Coupe de France. 2018 vô địch World Cup 2018 và giành được giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất năm khi mới 19 tuổi. 2019
vô địch cúp Liên đoàn Pháp, vô địch cúp quốc gia Pháp và sở hữu danh hiệu vua phá lưới. 2020, áo quân UEFA Champions League, danh hiệu cấp đội tuyển quốc gia. Năm 2016, vô địch giải U19 châu Âu. 2018, vô địch FIFA World Cup 2018. 2020, UEFA Nations League và giành được giải thưởng chiếc giày vàng. 2022, áo quân FIFA World Cup 2022 cùng danh hiệu chiếc giày vàng. Quyền lực và mức lương khủng tại PSG. Mức lương khủng của cầu thủ trẻ. Tài sản ròng của chàng cầu thủ trẻ này tính đến năm 2022 được Forbes thống kê lên đến 44 triệu euro. Nhưng con số này chắc chắn chưa phản ánh đúng độ giàu có của chàng tuyển thủ này. Được biết vào tháng 9 năm 2022, Mbappe được Sportico đánh giá là cầu thủ bóng đá có mức lương cao nhất thế giới, vượt qua cả Messi và Ronaldo. Tới khúc này tự nhiên cái kiến tỉnh lại luôn. Tờ báo này còn chỉ ra rằng Mbappe dễ dàng bỏ túi 105 triệu euro chỉ bằng việc thi đấu trên sân cỏ và chưa kể đến các khoản tiền khác từ các hợp đồng quảng cáo. Và con số trên chỉ phản ánh mức lương hiện tại của Mbappe. Nhưng nếu dựa vào tài năng và đầu óc của chàng cầu thủ trẻ, thì tài sản này có thể tăng gấp nhiều lần trong tương lai. Quyền lực thực sự của phó chủ tịch Mbappe. Nhiều tin đồn cho rằng việc quyết định ở lại PSG của Mbappe không chỉ giúp anh có được mức lương khủng mà còn là quyền lực vượt ra ngoài sân bóng. Tin đồn này được khẳng định khi sắp tới có hai sự thay đổi lớn trong nội bộ PSG là vị giám đốc thể thao Leonardo và huấn luyện viên Mauricio Pochettino phải chia tay câu lạc bộ, được thay thế bởi giám đốc Campos và huấn luyện viên Christopher Gentile, và cả hai đều có mối quan hệ mật thiết với Mbappe. Với mức lương và quyền sinh sát trong tay, người hâm mộ bóng đá đồn đoán rằng Mbappe đang là phó chủ tịch của câu lạc bộ PSG. Hiện vẫn còn nhiều tranh cãi khi một cầu thủ trẻ tuổi có thể nắm được nhiều quyền lực trong tay. Nhưng với sự chín chắn, trưởng thành cùng đầu óc thủ lĩnh mạnh mẽ của Mbappe, thì đây có lẽ là một canh bạc đáng thờ của PSG khi muốn giữ chàng cầu thủ trẻ này ở lại câu lạc bộ trong tương lai. Đời tư của Kylian Mbappe. Tôi không có những giây phút được gọi là bình thường trong thời niên thiếu, như đi chơi với bạn bè, tận hưởng những khoảng thời gian vui vẻ. Dù cho đó không phải là cuộc sống bình thường, nhưng anh nói đó là anh đang sống cuộc sống anh đang mơ ước. Đó là những điều Kylian Mbappe nói trong cuộc phỏng vấn năm 2018 với tạp chí Time. Cùng với sự nổi tiếng của mình, Kylian Mbappe được đồn đoán gán ghép với nhiều bóng hồng xinh đẹp. Tuy nhiên, cầu thủ người Pháp chưa từng lên tiếng thừa nhận. Gần nhất, ngôi sao của PSG đã được đồn đoán rằng đang hẹn hò với người đẹp khi hơn anh 6 tuổi, Luisa Jacopelli, một người mẫu, MC người Ý, con gái của nhà báo, đạo diễn lừng danh Xavier Jacopelli. Mbappe quyên góp toàn bộ tiền thưởng World Cup 2022 cho châu Phi. Dù thất bại tại chung kết World Cup, nhưng cầu thủ Mbappe vẫn khiến người hâm mộ ngã mũ khi dành toàn bộ số tiền thưởng cho trẻ em nghèo châu Phi. Và đây cũng không phải lần đầu anh làm điều này. Được biết, từ năm 2018, phó chủ tịch trẻ này đã dành 500.000 đô la Mỹ tài trợ cho các tổ chức từ thiện, cải thiện đời sống trẻ em châu Phi. Vì theo Mbappe, anh tin rằng những đứa trẻ sẽ có tương lai tốt đẹp hơn khi được khích lệ và giúp đỡ đúng cách. Do đó, chàng trai này luôn sẵn sàng quyên góp từ thiện, đặc biệt là các quỹ dành cho trẻ em nghèo trên thế giới. Mbappe chứng minh cho cả thế giới thấy rằng, dù chỉ mới 2-3 tuổi nhưng chàng trai trẻ này lại là một chân sút cừ khôi với đầu óc lãnh đạo đầy bản lĩnh cùng trái tim nhân hậu, nồng ấm, khiến cả thế giới phải khuất phục. Cảm ơn các fan của Nhà Kiến đã xem và ủng hộ video này. Nhớ chia sẻ video và đăng ký kênh của Kiến để không bỏ sót video mới nhé!